Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám phá Huyền Bí. Các bạn thân mến, khi nhắc tới đá quý thì hầu hết ai cũng nghĩ ngay tới kim cương, bởi vì kim cương là loại khoáng vật quý hiếm, có giá trị mà không phải ai cũng có thể được tận mắt chứng kiến một lần trong đời. Và trên thế giới có khá nhiều loại đá quý còn hiếm hơn cả kim cương đấy. Sở hữu một loại đá này thôi, sở hữu một viên đá này thôi là chúng ta có thể không phải nghĩ hôm nay phải ăn gì, ngày mai chạy deadline ra sao nữa. Và trong video của ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình đi truy tìm danh tính của 5 loại đá quý được cho là đắt hơn kim cương rất nhiều lần nhé. À quên, để tiện so sánh thì giá của kim cương thiên nhiên loại đẹp hiện nay dao động từ 6.000 cho tới 10.000 USD một carat, tức là khoảng 140 cho tới 230 triệu đồng một carat đấy. Black Opal. Đá opal đen hay còn được gọi là ngọc mắt mèo đen chính là loại ngọc mắt mèo quý hiếm nhất thế giới. Để tìm thấy loại đá này thì bạn sẽ phải đến nước Úc, vùng đất nắm giữ gần như 100% nguồn cung cấp ngọc mắt mèo của thế giới. Tuy rằng việc khai thác đá quý đôi khi như một cuộc săn lùng mù quáng và đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cái giá mà họ có thể nhận lại được quả đúng là đáng kinh ngạc. Đối với ngọc mắt mèo đen thì loại ngọc mắt mèo hiếm nhất có thể lên tới mức giá 250 triệu đồng cho mỗi carat. Opal đen thực sự được đánh giá cao bởi các tông màu rất mạnh mẽ trên nền màu đen huyền bí. Bởi vì khả năng hiển thị màu sắc sống động và mãnh liệt khiến cho opal đen được coi là loại opal có giá trị cao nhất. Có tên gọi opal đen nhưng loại đá này không chỉ có mỗi một màu đen đúng nghĩa. Bên cạnh đó nó còn sở hữu hàng loạt dải màu pha trộn vào nhau một cách đầy mê hoặc. Opal đen tách biệt với những loại opal khác nhờ thành phần chứa carbon và oxit sắt, trọng lượng nhẹ hơn, đồng thời đặc trưng bởi tông màu đen hoặc xám chủ đạo, điểm xuyến bằng nhiều màu sắc rực rỡ khác như xanh ngọc, xanh dương, cam, tím, tạo nên tổng thể lung linh kỳ ảo. Mỗi viên đá có hiệu ứng tán xạ khác nhau và khi quan sát từ các góc khác nhau, chùm màu sắc này lại thay đổi. Đá mắt mèo đen chứa ít nước hơn và ít bị rạn nứt hơn loại sáng màu. Do màu đen đặc trưng nên đá mắt mèo đen có thể dễ dàng phân biệt với các loại đá khác. Tuy nhiên, chỉ có các phương pháp kiểm định khoa học mới xác định được viên đá nào là tự nhiên, chưa qua xử lý và viên đá nào là nhân tạo và đã qua xử lý. Chết Eye. Đứng ở vị trí số 2 là Chết Eye, ngọc bích đổi màu hay còn gọi là phỉ thúy. Một khoáng chất pyroxen thường có màu như màu táo xanh, xanh ngọc lục bảo, xanh tỏi tây hoặc xanh nhạt. Tương truyền thì đây là loại đá quý mà lúc sinh thời Từ Hy Thái Hậu vô cùng si mê. Khác với cẩm thạch, ngọc bích đổi màu vẫn được xem là loại bảo thạch kỳ bí, hiếm có và đắt tiền nhất còn tồn tại cho tới ngày nay. Viên đá nào có màu sắc càng sống động, khả năng đổi màu nhiều thì càng đắt. Mỗi carat của viên ngọc bích đổi màu là 3 triệu USD, bởi đây là loại tinh khiết và hiếm nhất trong họ đá quý. Những viên Chết Eye có chất lượng tốt nhất được tìm thấy ở Myanmar. Các viên có chất lượng thấp hơn rải rác ở Guatemala, Nga, Nhật Bản và California. Viên ngọc Chết Eye đắt tiền nhất đã được đem bán đấu giá tại nhà đấu giá Christie's vào năm 1997, có giá tới 6.866.000, tương đương với hơn 187 tỷ đồng. Đó là chuỗi vòng cổ Doubly Fortunate, được kết từ 27 viên ngọc Chết Eye có đường kính khoảng 5mm. Việc khai thác được ngọc phỉ thúy là chuyện hoàn toàn hên xui, có nghĩa là dù ở Myanmar là mỏ ngọc phỉ thúy thì xác suất gặp được phỉ thúy là vô cùng nhỏ và hiếm hoi. Người đã sở hữu thì hầu như không bán. Cả chục năm nay chưa từng có tuyên bố nào trên báo chí là tại Myanmar khai thác được thêm được ngọc phỉ thúy. Ngọc phỉ thúy chính là phần lõi của khối ngọc cẩm thạch Chết Eye. Phần lõi này rất nhỏ so với khối đá. Một số người mua được phỉ thúy là do ăn may, nhưng những người đi mua ngọc thường nhìn vào vân của khối ngọc, những tảng rêu bám bên ngoài mà dự đoán phía trong có phỉ thúy hay không. Chính vì vậy, có những người bỏ cả 100.000 USD ra mua một khối ngọc nhưng khi cưa ra thì hoàn toàn không kiếm được chút phỉ thúy nào. Phỉ thúy quý hiếm hơn cả kim cương. Các loại nếu có bày bán phần nhiều là đồ giả hoặc có chút xíu phỉ thúy dính trên đá. Cho đến nay, ngọc bích Chết Eye vẫn được xem là loại đá kỳ bí, hiếm có và đắt đỏ nhất trên thế giới. Alexandrite. Alexandrite là một loại đá quý thuộc nhóm chrysoberyl. Nó được mệnh danh là ngọc lục bảo ban ngày và hồng ngọc vào ban đêm
vì hiệu ứng thay đổi màu sắc độc nhất mà nó có. Sự thay đổi màu sắc đặc biệt khi chỉ cần có một chút thay đổi sáng tối này đã làm say đắm lòng người. Chính hai gam màu đặc trưng và sự đổi màu đặc biệt mà đá Alexandrite được đặt theo tên của Alexander Đại Đế II của nước Nga để thể hiện lòng trung thành đối với nhà vua. Alexandrite hiện đang được săn lùng nhiều nhất bởi giới quý tộc và những tay chơi đá quý sành sỏi trên thế giới vì loại đá quý này cực kỳ hiếm và đắt tiền, rất khó để tìm thấy một viên đá tự nhiên vì để hình thành ra nó yêu cầu phải có cả hai nguyên tố Beryllium, một trong những nguyên tố hiếm nhất trên trái đất, và Chrome. Nếu như chỉ chứa nguyên tố Chrome thì rất nhiều viên đá có thể đáp ứng. Tuy nhiên, Beryllium và Chrome hiếm khi hình thành trong cùng một loại đá. Những viên đá đẹp nhất từng được tìm thấy ở nước Nga vào năm 1830, nó nhanh chóng trở thành món đá quý đứng đầu thị trường thế giới trong suốt nhiều thập kỷ sau đó. Các mỏ khai thác đá Alexandrite với trữ lượng lớn nhất ở nước Nga cũng ngày càng nhanh chóng cạn kiệt. Ngày nay người ta có thể tìm thấy loại đá này ở Sri Lanka, Brazil hay Đông Phi, nhưng chất lượng không còn đạt được như kỳ vọng trước đó. Hầu hết các viên đá Alexandrite đều khá nhỏ, dưới 1 carat. Với những viên từ 1 carat trở lên, giá thành của chúng dao động từ 50.000 đến 1 triệu USD trên 1 carat, tức là từ 1 cho đến 23 tỷ Việt Nam đồng. Red Beryl. Ngọc lục bảo đỏ Red Beryl là một loại ngọc bích có màu đỏ được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1904. Nó là loại đá hiếm nhất trong các loại đá quý nói chung, chỉ có thể tìm thấy tại một vài địa điểm như dãy Thomas, vùng núi Wawa, hạt Beaver, tiểu bang Utah, hẻm núi Paramount Canyon, hạt Sierra và New Mexico. Người ta ước tính, cứ 150.000 viên kim cương thì mới tìm thấy một viên ngọc lục bảo đỏ. Lý do cho sự hiếm hoi này được cho là do Red Beryl Emerald được kết tinh trong điều kiện độc nhất vô nhị, ở nơi có mức áp suất vô cùng thấp và nhiệt độ cực kỳ cao, dọc các khe nứt và lỗ hổng chứa magma của núi lửa. Tại những nơi này, người ta đã tìm thấy beryl đỏ trong khoáng rhyolite. Có thể nói, trên thế giới rất khó có thể tìm thấy mẫu khoáng vật quý hiếm được cắt mài tự nhiên như ngọc lục bảo đỏ này. Theo một vài công bố gần đây thì đá beryl đỏ có chất lượng tương tự như hồng ngọc nhưng lại hiếm hơn khoảng 8.000 lần. Do vậy, giá của viên đá beryl đỏ đã được cắt có thể cao hơn gấp 10 lần một viên đá thô, khoảng 10.000 USD trên 1 carat, tức là khoảng 230 triệu Việt Nam đồng. Đứng ở vị trí cuối cùng đó là kim cương đỏ. Kim cương đỏ là loại kim cương hiếm nhất trong số những kim cương màu. Chỉ có chưa tới 30 viên kim cương đỏ được tìm thấy trên khắp thế giới, mà hầu hết trong số chúng nặng chưa đầy nửa carat. Bạn có thể nghĩ rằng màu đỏ của chúng đến từ sự không thuần khiết trong thành phần cấu tạo. Song thực ra, đó lại là kết quả của sự biến dạng dẻo mạng tinh thể. Vốn được biết đến rộng rãi như một trong những loại đá quý đắt giá nhất, kim cương đã chiếm luôn vị trí đầu bảng, nhưng không phải loại thông thường, mà là một dạng đặc biệt được định giá đến hơn 1 triệu USD cho mỗi carat. Đó là kim cương đỏ. Viên kim cương đỏ nổi tiếng mang tên Mauseb nặng 5,11 carat vào khoảng hơn 1 gram một xíu, nhưng được tìm thấy vào năm 2011 có giá 8 triệu USD và cho đến nay vẫn là viên kim cương đỏ lớn nhất trên thế giới. Được biết đến thì loại đá quý hiếm này không đơn thuần là có màu đỏ thẫm hay đỏ tươi mà mang màu đỏ tía. Dù ở kích thước và khối lượng nào thì kim cương đỏ là một trong những viên kim cương đắt nhất trên thế giới, với giá dao động từ 1 tới 2,5 triệu USD trên 1 carat, tức là khoảng 23 cho tới 58 tỷ Việt Nam đồng. Vùng nhỏ Argyle của Úc là nơi sản xuất lượng nhỏ loại đá quý này và cứ 1 hoặc 2 năm người ta lại chọn lấy viên kim cương đỏ đẹp nhất, lớn nhất ra bán đấu giá để thu về hàng triệu đô la. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi hết video. Vừa rồi là 5 loại đá quý hiếm còn đắt hơn cả kim cương. Bạn có thấy lóa mắt chưa? Nếu bạn còn biết loại đá nào nữa thì hãy cho mình biết trong phần bình luận với nhé. Và để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh Khám Phá Huyền Bí thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và bật quả chuông ở bên cạnh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.